bật lửa Ronson của anh hàng châu Âu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất là nhảy lửa luôn ha. Thứ 10 lên 10 rất là nhảy lửa. Con này siêu đẹp luôn. Da này da zin của nó chỗ cho manh khắc tên luôn. Đó, da zin của nó này, da zin như da rắn hay da gì á, nhìn đẹp lắm. Nhìn rất là đẹp, nhìn rất là sang. Đó, và form của nó cũng sang luôn nha. Cái này là cây Ronson của anh hàng châu Âu nha. Anh nào mà biết chuyên chơi hàng châu Âu thì biết bây giờ anh nó về rất là khó đó. Made in England thấy không, hàng châu Âu. Cây này là cây Ronson của anh ha. Form của nó là form sao ta, form cao như vậy nè, dáng nó cao lắm, không phải form thường như là mấy cây của Nhật đâu. Form của nó form cao và bầu, cao và bầu. Đây đây đây, dày dày lại cái thân như vậy cho anh dễ hình dung nè. Đó, nó bầu, giác bầu như vậy nè, bầu như bình rượu quá mấy anh. Đó, bầu như bình rượu vậy đó. Đó, nó nghiêng nghiêng à, nghiêng cái đít lại bầu là mấy anh thấy ha. Nó bầu mà nó cao lắm, nó bầu không phải bầu lùn mà bầu cao. Đây nó cao như vậy nè. Đó, hàng của anh ha, rất là độc, rất là đẹp. Anh nào mà chuyên sưu tập lấy xúc hiếm, hàng châu Âu rất là hiếm. Bật lửa Nhật. Tiếng đanh lắm. Tiếng rất là đanh ha, bật bên đây bên kia người ta dòm luôn, phải ngước nhìn luôn ha. Tiếng rất là đanh. Da này là da zin của nó. Phải da hay là cái gì đó. Rờ lên nó nhăm nhám đã lắm, không biết là bọc da bọc gì, rờ lên nhăm nhám nhám đã lắm. Đây là zin của nó đó, nguyên zin nguyên bản của nó đó, chất liệu nó đồng mạ chrome, nó đầy chrome, nó ra lớp đồng vàng ở trong, anh thấy không? Đó, nó đồng vàng ở trong ha, chứ không phải là sắt đâu mà sợ hoen rỉ gì ha. Đó, in sa băng nằm ở đây nè, kích cỡ so với cái thuốc. Cho anh dân dùng này giữ xăng tốt lắm, ngoài giá trị sưu tầm thầm đi 50 ra thì giữ xăng rất là tốt. Đó, giữ xăng cực tốt luôn anh. Tên hãng nó để trên đây luôn nè. Đó, có đầy chrome vài chỗ là bình thường thôi, quẹt xưa mà. Cái này là cây Omega, anh nào chơi bật lửa thì không lạ gì dòng Omega, chơi bật lửa đồng hồ. Rất là nhảy lửa ha. Đó, chơi bật lửa với đồng hồ thì không lạ gì cái thương hiệu này ha. Đó, Omega ở trên mọc, trên cần nó cũng đánh mọc luôn. Và dưới mông của nó cũng đánh mọc mọc luôn ha. Đó, dòng này giữ xăng rất là tốt, Omega ha. Cầm rất là đầm tay, bỏ vô có thuốc được luôn, cầm rất là đầm tay luôn ha. Xài xăng đá Zippo. Đó, Omega nha, cái này của Omega nha. Nó có trầy chrome một vài chỗ là bình thường thôi, việc xưa mà, không phải là việc mới bây giờ đâu. Đây là cây bắp, bật lửa bắp ngang Nhật. Bắp bên hông ha, rất là độc ha, cực kỳ nhảy lửa luôn. Đây, nó bắp bên hông này. Đó, và làm khất cho mấy anh cầm rất là dễ đầm tay luôn ha. Đó, mọc của nó. Sao banh ha, của Nhật thập niên 50. Dòng bắp ngang này rất là hiếm nha, bắp ngang, bắp ngang của Nhật này rất là hiếm có. Cái chỗ cho manh khắc tên luôn, cần của nó làm nè, nhìn rất là ngầu ha. Đó, chất liệu đồng mạ chrome, có trai chrome ra đồng, yên tâm ha. Cái chỗ này có cấn nhẹ, chút xíu nhìn không thấy nhưng mà có cấn nhẹ thôi. Đó, cái chỗ cho manh khắc tên luôn. Kích cỡ so với thuốc cho manh dễ hình dung ha. Đó, rất là độc.